Chồng Ốc Thanh Vân chuyện ngoại tình là bình thường. Ốc Thanh Vân cũng tiết lộ, chồng cô từng đi với người thứ ba và cả hai đã phải rất nỗ lực để có bình yên như hiện tại. Vừa qua tập 10 chương trình Sao Hỏa Sao Kim đã lên sóng. Với chủ đề về người phụ nữ bản lĩnh, tham gia tuần này là sự xuất hiện của vợ chồng Ốc Thanh Vân Chí Rùa. Tại đây, họ đã lần đầu chia sẻ thêm đôi điều về cuộc sống hôn nhân của mình. Ốc Thanh Vân, chồng tôi cũng từng đi với người thứ ba. Người phụ nữ như tôi nếu biết chồng có người khác thì được quyền ghen, ghen như điên. Nhưng mọi chuyện sau đó thế nào phải phụ thuộc vào bản lĩnh của chính tôi. Tôi không đánh ghen hay đi kiếm người thứ ba kia mà phải tự rà soát lại chính tôi và mối quan hệ giữa vợ chồng tôi cũng như rà soát lại chồng tôi. Với một cặp đôi mà quen nhau 10 năm mới cưới, rồi cưới được 10 năm như vợ chồng tôi thì không chuyện gì là không xảy ra. Cũng có lúc phải lên bờ xuống ruộng rồi, chồng tôi cũng từng đi với người thứ ba. Tới bây giờ chúng tôi thoải mái nhắc lại mọi thứ vì những chuyện không hay ho kia đã xảy ra hết rồi. Bây giờ tôi sẵn sàng nói hết ra để mọi người thấy rằng để có được bình yên thì cả hai phải thành thật nỗ lực. Không có gì dễ dàng cả, quan trọng là bạn có muốn vì người đó hay không thôi. Khi chồng tôi ngoại tình, việc người vợ như tôi xuất hiện kịp thời là rất quan trọng để lôi chồng về. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, tôi ghen là chuyện bình thường. Nếu tôi lỡ có làm gì không đúng và nhận thức được điều đó, tôi sẽ ngay lập tức tìm mọi cách chân thành nhất, thậm chí là hạ thấp bản thân mình tới mức tận cùng để chồng tôi thấy được tôi đang sửa sai. Lúc đó những hình ảnh gia đình hay những gì đã có với nhau sẽ nhắc nhở tôi rằng không bao giờ được phạm phải điều này một lần nào nữa. Ốc Thanh Vân, tôi xin tiền chồng tôi, chứ có xin tiền chồng người ta, xin tiền thiên hạ đâu. Phụ nữ thành công hơn sẽ khiến đàn ông cảm thấy anh ta lúc nào cũng lép vế so với vợ. Nếu phụ nữ như tôi lúc nào cũng muốn mình thành công hơn thì hạnh phúc gia đình sẽ không giữ được. Phụ nữ mà xin tiền chồng thì cũng đâu có làm sao. Tôi xin tiền chồng tôi, chứ có xin tiền chồng người ta, xin tiền thiên hạ đâu. Xin tiền chồng thì có gì mà không bản lĩnh. Tuy nhiên bây giờ là thế kỷ nào rồi mà phụ nữ vẫn phải đi xin tiền chồng. Tôi tự đi làm có tiền mà tiêu đi chứ. Tôi sống khá vất vả, ai nhìn vào cuộc sống của tôi cũng đều hỏi sao con ốc này nó vất vả quá vậy. Trên sân khấu, người ta gọi tôi là đào tức tả, tức là làm hết việc này việc kia, không lúc nào thông dong hết. Nhưng tôi yêu sự vất vả của mình vô cùng. Hai đứa đã từng nói với nhau rằng, gia đình mình đông con thì chỉ có một trong hai đứa ra ngoài làm thật nhiều thôi, người còn lại cũng làm nhưng phải thông thả hơn để ở bên con đưa đón con và cho con ngủ. Một trong hai người phải làm được điều đó. Ốc Thanh Vân, điều tôi thương nhất ở chồng là anh rất có hiếu. Trong lúc khó khăn, cảm giác như không thể chịu đựng được nữa người còn lại. Ngoài chuyện trân quý quãng thời gian bên nhau, tôi sẽ nghĩ về những điều tốt đẹp nhất ở người đó. Với chồng tôi, điều tôi thương nhất ở anh là anh rất có hiếu. Tôi từng bước vào nhà và thấy chồng cắt móng chân cho bố, những khi ông bệnh. Những biến cố lớn trong cuộc đời tôi xảy ra khi bố tôi mất. Lúc đó tôi cấu gắt, stress, không kiểm soát được mình. Nhưng chồng tôi luôn ở bên trong lúc đau đớn nhất đó. Rồi sau đó chồng lấy số tiền hai vợ chồng tích góp được để xây cho mẹ một ngôi nhà để mẹ được thoải mái nhất. Tất cả những điều này khiến tôi cảm ơn chồng, em cảm ơn anh. Nếu bên cạnh em là một người đàn ông khác, có thể giàu có hơn, giỏi giang hơn, thành công hơn, nhưng không có hiếu như thế thì cũng không thể ở bên cạnh em được. Trong lúc tôi đau đớn nhất, chồng tôi hiểu và ở bên tôi, đó là điều may mắn tôi có được, cảm ơn anh. Chí Rùa, với tôi việc vợ lao ra ngoài kiếm tiền là hạnh phúc. Gia đình tôi hiện nay theo chế độ mẫu hệ, theo tôi chuyện ngoại tình là bình thường, người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, ai cũng từng gặp trường hợp đó rồi. Kiểu gì chẳng có lúc người phụ nữ khác mời mình về nhà chơi, nhưng lúc đó phải xem vợ có gọi về đúng lúc không đã, nếu vợ không gọi thì chắc chắn tôi sẽ đi về nhà cô gái kia. Phụ nữ cũng có tay có chân, có đầu óc phải đi kiếm tiền thì bản lĩnh đâu mà cứ xin tiền chồng, phụ nữ mà bản lĩnh là không cần phải ghen. Đối với tôi, việc phải làm hậu phương và để vợ lao ra ngoài xã hội kiếm tiền không phải thiệt thòi mà là hạnh phúc. Vân ra ngoài làm nhiều việc bận rộn nhưng về vẫn lo hết từ con cái tới quần áo đồ ăn, đó là điều rất tốt, tôi thấy mình còn được hơn những người khác. Lúc nào tôi cũng muốn là người đàn ông thành công hơn hiện tại, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thành công hay không không quan trọng bằng hạnh phúc, nếu mình thành công và áp đảo vợ thì cũng chẳng vui. Có những lúc chúng tôi khó khăn tới mức muốn buông tay nhau, lúc đó tôi nghĩ về khoảng thời gian để trưởng thành cùng nhau. Bây giờ có quay ngược thời gian lại cũng khó kiếm được người nào phù hợp hơn để trưởng thành cùng mình. Đây không phải là sự hiểu nhau mà là ăn vào nhau rồi.